Suối hả? À. Không, chỗ đó để mình ngồi chứ. Tối rồi đó. Có dây đủ không? Có dây đủ không? Đủ dây không? Vô. 1, 2, 3, vô. Ủa sao Hiệp ngồi chỗ khôn nha Hiệp? Không, cái chỗ này em ngồi trước rồi. À là trên đường dạ. Người ta gọi là ủa? Chim khôn lựa cây lăng mà đậu. Ừ. Tự nhiên vậy là mai mốt không uống Hiệp đi nữa. Đi với nó bị mất màu. Bao nhiêu người bị mất màu hướng dẫn cho hai tấm chiếu mới. Em tính lấy cái cọng dây cái lỗ dưới đấy nè, cột sơ lại để bỏ mồi vô xong rồi lúc con cá đó. Bây giờ test thôi, cái này chỉ có anh Thái thôi. Thái là chuyên đàn bì. Ông Vĩnh là quýt rừng. Chơi vẫn được tốt. Thank you.
Chim mà linh thiêng quá ha. Ủa chứ ăn là có mặt. Dạ. Được không? Dạ. Ở cầm trong một trong hai cái bên luôn. Chưa chưa chưa. Đây là chưa chưa. Đây. Cái gà gà, gà gà nổi rồi. Rửa ra. 1, 2, 3. Ôi, cá lòng tông nhiều lắm nè. Wow, nuôi lòng tông luôn, cái này làm kho tiêu là ăn là nhức đét luôn. Ôi, mấy con này đang. Có ngạnh á. Ồ, biết bắt á. Biết bắt luôn. Đây to quá, đây là bắt trời. Thì con cá suối cái da nó đã không? Lần đầu tiên đi gặp con cá suối. Wow, đẹp lắm nha. Thường về làm clip khoảng khi nào mới có clip coi anh?
như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Xin như lá uống rơi buồn trong nỗi nhớ, như lá uống rơi buồn. Ủa khúc này sai rồi. sai rồi. Tâm chạy ra ngoài kia luôn mà kìa. Tâm chứ không nổi. Mây vẫn mây trôi, hát hiu tình tôi. Rồi. Thank you.